Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất An Giang. Thì hiện tại em đang có mặt tại khu đô thị Sao Mai thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Và hôm nay kênh Nhà Đất An Giang xin giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà cấp 4 với tổng diện tích là 160m², nằm lên trên đường con lượng nhựa này luôn này các anh chị. Đường lộ nhựa này thì một hướng này nè các anh chị có thể thông về khu hành chánh của huyện Châu Phú đó. Còn hướng ngược lại với màn hình của chúng ta, các anh chị có thể thông về khu đô thị Sao Mai cũng như là chợ Cái Dầu, chợ Sao Mai. Các anh chị đi hướng này nha. Con đường lộ nhựa này thì bề ngang mặt đường thì tầm khoảng 6m nha các anh chị. Hai xe ô tô tránh nhau thoải mái. Thì ở đây có một cái ô tô đậu trước cửa nhà của chúng ta đây. Và bên đây còn một cái khoảng trống rất là rộng luôn, các anh chị chạy xe tải đi qua cũng lọt bình thường. Và đây là căn nhà mà chủ đang càng bán hôm nay đây các anh chị. Đây là các anh chị, đây là căn nhà cấp 4 mà chủ đang càng bán hôm nay. Bề rộng của mặt tiền là 10m, chiều sâu của căn nhà là 16m. Và tổng diện tích của căn nhà này là 160m². Một căn nhà cấp 4 rất là đẹp và lý tưởng cho các anh chị mua để ở và an cư lâu dài nha. Bà con sinh sống xung quanh thì rất là đông đúc. Mà khu vực này em thấy cũng khá là yên tĩnh nha các anh chị. Nhà cửa thì san sát liền kề nhau hết. Gần như là không có trống, một cái khoảng trống nào hết các anh chị. Ở đằng kia thì em thấy có một số chủ nhà người ta đang xây dựng đó, tức là khu này có tiềm năng phát triển rất là lâu dài nha các anh chị. Rồi bây giờ mời các anh chị đi vào chi tiết căn nhà mà chủ đang càng bán ngày hôm nay đây. Nhà của chúng ta có kết cấu là bê tông cốt thép, phía trên là mái tôn nha các anh chị. Phía trước nhà của chúng ta có một cái vỉa hè rộng tầm khoảng 3m nữa các anh chị. Từ cái mặt lộ mà vô tới căn nhà của chúng ta thì tầm khoảng 3m mới tới diện tích đất nha. Đây là mặt tiền căn nhà, bề ngang là 10m tính từ đây này các anh chị. Tính từ cái hộp điện ngay chỗ tay em chỉ đây, kéo qua tới bên đây là 10m này các anh chị. Ngay cái trụ cột này là 10m nha. Còn chiều sâu của căn nhà thì cũng tính từ cái hàng rào này này các anh chị, đi thẳng vào trong là 16m. Đây là mặt tiền của căn nhà. Thực chất thì căn nhà này có tới hai nền đất nha các anh chị. Hai nền đất, mỗi nền là 5, 16, hai nền gặp lại là 10, 16. Tổng diện tích của căn nhà của chúng ta tới 160m², rất là đẹp và mát mẻ luôn các anh chị. Thì một chút nữa các anh chị vào trong em sẽ giới thiệu chi tiết cái công năng sử dụng của các phòng chức năng nha các anh chị. Phía trước nhà của chúng ta thì có một cái hàng rào sắt khá là kiên cố luôn các anh chị. Bên đây thì có một cái cây xanh rất là mát mẻ luôn. Cây xanh này thì nằm trong khu đô thị Sao Mai, người ta trồng sẵn đó các anh chị, chứ không phải chủ nhà trồng đâu. Căn nhà của chúng ta thì có hướng chính là hướng Tây Nam nha các anh chị. Bên trong căn nhà thì có hai phòng ngủ, hai WC, một phòng khách và một phòng bếp nha các anh chị. Phía trước căn nhà thì có hai cái trụ cột bê tông rất là chắc chắn và kiên cố mà cũng tạo cảm giác rất là sang trọng luôn các anh chị. Đây nè, các anh chị nhìn một lần nữa nha. Mặt tiền của căn nhà thì được ốp đá hoa cương nha các anh chị. Cửa là nhôm kính, cửa là nhôm kính cường lực. Phía dưới là lót gạch bóng kính 60. Và đây là không gian phía trước mặt tiền của căn nhà của chúng ta đây. Nhà cửa và con xung quanh rất là đông đúc và em thấy xây dựng khá là kiên cố nha. Bởi vì ở đây là nằm trong khu đô thị Sao Mai của thị trấn Cái Dầu nha các anh chị. Về vấn đề pháp lý thì một chút nữa em sẽ mở cuốn sổ hồng của lô đất và căn nhà lên cho các anh chị xem nha. Nhà là sổ hồng chính chủ, pháp lý rõ ràng, không qua trung gian, sang tên trong một nó nhạc thôi các anh chị.
Đây là khu vực phòng khách của căn nhà đây các anh chị. Phòng khách của chúng ta thì có một cái cửa sổ lấy sáng cũng khá là êm nha các anh chị. Bước qua một căn nhà mà em thấy không gian khá là sáng sủa và thông thoáng là em chịu rồi đó các anh chị. Căn nhà này có thiết kế khá là hiện đại nha các anh chị. Phòng khách và phòng bếp thông với nhau luôn các anh chị. Diện tích phòng khách này thì bề ngang là 6 mét, bề xuôi tầm khoảng 5 mét nha các anh chị. Còn đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp này thì cũng vậy luôn các anh chị. Bề xuôi tầm khoảng 5 mét và bề ngang tầm khoảng 6 mét đó các anh chị. Khá là rộng rãi luôn. Đây là một dạng thiết kế không gian mở đó các anh chị. Phòng khách và phòng bếp thông với nhau. Hiện tại em đang quay hình cho các anh chị xem là một phần của căn nhà giữa phòng khách và phòng bếp thôi. Còn bên hướng ngược lại của căn nhà đây các anh chị chính là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này thì một phòng lớn và một phòng nhỏ nha các anh chị. Phòng lớn này bề dài tầm khoảng 4 mét nha các anh chị. Còn phòng nhỏ này thì bề dài tầm khoảng 3 mét rưỡi. Trong phòng lớn thì có một cái toilet riêng nữa, phòng nhỏ thì không. Rồi, em vào trong quay cho các anh chị xem nha. Thì bề rộng cái hai căn phòng ngủ này bằng nhau thôi các anh chị. Bề ngang là 4 mét. Phòng nhỏ này thì chiều dài là 3 mét rưỡi. Đối diện cái mặt chính của căn nhà của chúng ta luôn. Được trang bị một cái rèm màn rất là đẹp luôn các anh chị. Hệ thống điện là âm tường hết nha các anh chị. Phía trên là ốp trần la phong nhựa nha các anh chị. Ở đây thì có trang bị một cái quạt. Và bên đây nè, em thấy có một cái đường dây ống máy lạnh đó các anh chị. Và đều âm tường hết nha các anh chị. Một thiết kế rất là hiện đại luôn các anh chị. Không gian khá là thoáng và mát mẻ. Để mở cái rèm này ra cho các anh chị xem nha. Đó. Sau khi mở cái rèm của căn nhà ra thì các anh chị có thể lấy ánh sáng từ bên ngoài vào, không cần mở đèn nha các anh chị. Trong phòng của chúng ta trang bị cũng rất là nhiều đèn luôn, khá là đẹp và sáng sủa. Rồi em tắt đèn và em qua phòng ngủ thứ hai của căn nhà cho các anh chị xem nha. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà đây. Trong phòng ngủ thứ hai này thì có một cái toilet nữa các anh chị. Có trang bị sẵn máy lạnh cho các anh chị luôn. Thì về vấn đề nội thất các anh chị, khi mà bán căn nhà này, chủ sẽ tặng lại cho các anh chị toàn bộ nội thất, chỉ giữ lại một vài vật kỷ niệm của căn nhà này. Như là cái tủ này thì chủ nhà sẽ giữ lại nha các anh chị. Còn như là máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh thì chủ nhà sẽ để lại cho các anh chị hết nha. Phòng ngủ này thì khá là rộng nha. Bề rộng là 4 mét rồi, bằng với bên cái phòng ngủ thứ nhất. Nhưng mà chiều dài của cái phòng ngủ này thì tới 5 mét lần các anh chị. Bên trong đây còn có một cái nhà vệ sinh nữa nè. Đây là khu vực nhà vệ sinh trong phòng ngủ thứ nhất của chúng ta đây. Khá là đẹp luôn các anh chị. Sạch sẽ, mọi thứ gần như là mới hết các anh chị ơi. Cửa là nhôm, kính cường lực. Bên dưới có lavabo bồn cầu. Hai bên ốp gạch men lên cao 1,8 m, 2 m đó các anh chị, cao hơn đầu em nữa. Phía dưới là lót gạch chống trơn trượt nha các anh chị. Ở đây thì em thấy trong nhà này có một cái hệ thống nước nóng lạnh. Và ở trên trần nhà của chúng ta có một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha các anh chị. Rồi, đó là không gian phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Bây giờ em sẽ đi chở ra quay lại cho các anh chị xem khu vực bếp và cái nhà vệ sinh dùng chung cho căn nhà này nhé. Đây là khu vực nhà vệ sinh dùng chung cho cả căn nhà đây các anh chị. Bên ngoài thì có một cái máy giặt, phía trên thì cũng có một cái tủ đựng đồ. Còn đây là các anh chị, phía sau khu vực bếp của chúng ta có một cái cửa hậu và dẫn ra cái lối thông hành thoát hiểm của căn nhà đó các anh chị. Cái lối này thì rộng tầm khoảng 8 tấc nha các anh chị. Các anh chị có thể tận dụng khu vực này để làm khu vực phơi đồ cũng khá là êm luôn các anh chị. Phía sau đây thì chưa có nhà xây dựng nha, nhưng mà hai bên thì đã có rồi các anh chị. Đây là cái cửa hậu của chúng ta đây. Bên đây còn có một cái khoảng trống rất là rộng luôn các anh chị ơi.
Em vào trong quay lại cho các anh chị xem một lần nữa căn nhà của chúng ta nha. Đây là khu vực nhà vệ sinh, còn đây là khu vực phòng bếp và phòng khách của căn nhà đây các anh chị. Thì những cái tủ kệ bếp này các anh chị, tủ lạnh nè, thì chủ nhà sẽ để lại cho các anh chị nha. Màn bếp thì được làm màn gạch đá hoa cương đó các anh chị, tủ kệ bếp thì là màn nhôm kính nha. Còn đây là khu vực phòng khách của chúng ta đây các anh chị, phía trên cũng được ốp trần la phong nhựa nha, rất là nhiều đèn luôn các anh chị, bởi vì bây giờ cũng khá là sáng và không gian này là không gian ban ngày nên em không mở đèn lên cho các anh chị xem. Để em mở thử lên cho các anh chị xem cái nó như thế nào nha các anh chị. Đây nè các anh chị, sau khi mở đèn thì căn nhà của chúng ta rất là sáng luôn các anh chị. Buổi tối thì nhìn rất là đẹp luôn, bởi vì hiện tại là 10 giờ sáng đó các anh chị, nên các anh chị không cảm nhận được cái ánh đèn nó rọi xuống đâu. Ở đây có một cái bức tranh bằng kính nha các anh chị, rất là đẹp luôn. Hệ thống dây điện đều là âm tường hết. Phòng khách cũng có một cái ống dẫn máy lạnh nè các anh chị. Bên đây cũng có một cái dây điện chờ sẵn. Và đây là mặt tiền của căn nhà và cửa chính dẫn vào phòng khách của chúng ta. Em thấy cái cửa này khá là rộng luôn. Các anh chị có thể chạy xe ô tô vào trong khu vực này cũng được luôn các anh chị. Nếu các anh chị nhà nào có ô tô đó thì chạy vào trong luôn, khá là an toàn và an tâm nha. Bởi vì từ cái bục này nè các anh chị ra tới cái cửa của căn nhà đó thì tới là 5 mét lận, bề rộng thì 6 mét, các anh chị đậu xe ô tô thoải mái nha. Và đây là cái khu vực sân trước của căn nhà đây các anh chị, từ đây ra đó thì tầm khoảng 2 mét, bề rộng là 6 mét. Bên đây chúng ta còn có một khoảng trống nè các anh chị, các anh chị có thể trồng cây cảnh hoặc là các anh chị có thể đậu được xe máy, ở đây cũng rất là đẹp luôn các anh chị. Phía trước của cái nhà em mở đèn lên nó như thế này nè các anh chị, trang trí đèn màu rất là đẹp luôn. Rồi đó là toàn bộ những hình ảnh em muốn gửi đến quý anh chị về thông tin căn nhà mà chủ đang càng bán ngày hôm nay. Em xin nhắc lại, căn nhà này chủ đang càng bán với giá là 2 tỷ 800 triệu, có thương lượng nhẹ cho các anh chị nào thiện chí nha. Thì khi bán căn nhà, chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất và chỉ giữ lại một số vật kỷ niệm thôi nha các anh chị. Tổng diện tích của căn nhà này là 160 m², bề ngang là 10 m, bề dài là 16 m, và chủ đang cần bán với giá là 2 tỷ 800 triệu. Nếu các anh chị nếu cảm thấy thích căn nhà này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ dẫn cho các anh chị đi xem trực tiếp căn nhà và gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng về giá cả cũng như là cách thức hợp đồng mua bán như thế nào nha các anh chị. Và đến đây em cũng xin kết thúc video và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Các anh chị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh được tiếp tục phát triển nha các anh chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.